Vâng, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay tôi muốn phân tích cho các bạn xem là cái chi phí mà khi mà làm mái ngói cho một ngôi nhà, để các bạn trước khi mà lựa chọn cái ngôi nhà mà có mái ngói thì rất là nhiều cái hình thức khác nhau khi mà bạn lựa chọn ngôi nhà sau khi mà tham khảo cái công trình kiến trúc hoặc là làm việc bên kiến trúc sư. Thế thì với những công trình mái ngói và công trình không có mái ngói thì bạn có thể là hoàn toàn quyết định trước khi mà làm nhà, để làm sao mà ra quyết định hợp phù hợp với kinh tế của mỗi gia đình, và bên cạnh đó là cũng phù hợp với cái phù hợp với cái thẩm mỹ của mỗi nhà và thẩm mỹ của mỗi người khác nhau. Thế thì chi phí của mái ngói khi mà các bạn làm ấy thì nó rơi vào khoảng là 600.000, tức là thấp nhất là 600.000 một mét vuông. Đấy, từ 600.000 cho đến 900.000 một mét vuông mái chéo. Thế thì với một cái 100 mét vuông sàn thì bạn sẽ mất 130 mét vuông. Và nếu mà 200 mét vuông thì xà mái chéo này thì bạn sẽ nhân lên. Đấy, 6 nhân với 2. Đấy thì nó rơi vào 600.000 mà nhân 200 mét vuông đúng không? Thì rơi vào khoảng 120 triệu một mét vuông. Thế thì nếu mà các bạn làm công trình có mái ngói chẳng hạn thì bạn sẽ chi phí phải rơi vào khoảng từ 120 triệu cho đến 8, hoặc là bạn có thể nhân 9 nhân với 2 là 180 triệu cho 200 mét vuông mái ngói. Đấy, tùy diện tích mỗi khác nhau. Bạn có thể là 300 mét vuông mái ngói hoặc là có thể là 100 mét vuông mái ngói để bạn nhân lên. Thế thì nó để chia sẻ với anh em như vậy, để vì khi mà trước khi ra quyết định mà làm mái ngói rồi ấy, thì nhiều người là khi làm bắt đầu với thấy là đội giá lên cao, chi phí tăng lên cao bởi vì phát sinh phần mái ngói, thì khi đó làm sao là mình phải mất đi vay đi mượn, hoặc là có thể là mình phải là thay đổi kiến trúc lúc thời điểm mà đã lựa chọn kiến trúc rồi. Đấy thì ngay từ đầu bạn thấy rằng với cái chi phí đấy bạn có thể chấp nhận được thì bạn có thể làm sao là lựa chọn theo phương án là có mái ngói. Còn nếu mà cái chi phí đấy mình muốn cắt đi hay là mình muốn không phát sinh khi mà làm mái ngói thì bạn có thể làm sao lựa chọn ngay ban đầu làm việc bên kiến trúc sư để có những cái phương án là không sử dụng mái ngói nữa. Đấy thì ở đây thì tôi cũng chia sẻ các bạn, khi mà các bạn lựa chọn cái mái ngói ấy, thì tùy theo cái loại cái mái ngói khác nhau thì bạn sẽ có những cái giá thành, cái chi phí khác nhau. Thì tôi khuyên các bạn là nên lựa chọn cái mái ngói mà có chất lượng tốt. Đấy, thứ nhất là vấn đề về việc là về độ bền màu của mái ngói. Việc thứ hai là về độ thẩm mỹ của mái ngói. Đấy, cái việc thứ ba ấy, là cái việc là phải phù hợp với kiến trúc của mình. Đấy thì đấy là các bạn là các tiêu chí như vậy để các bạn khi mà lựa chọn mái ngói. Và chúng tôi cũng sẽ phân tích kỹ cho các bạn xem là về cái vấn đề mà mái ngói như nào là tốt, mái ngói như nào là chất lượng để các bạn lựa chọn trong quá trình mà xây nhà. Đấy thì đấy là chia sẻ với anh em là cái phần chi phí của mái ngói trước khi mà xây nhà để các bạn là nắm được. Bây giờ sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.